Ủa, cà là mình cho cuối cùng hết ha, trái cà thôi cho nó có màu đúng không? Có vị. Xin mời các bạn nha, mùa này ở bên nước ngoài nhiều rau lắm, mình nấu lẩu ăn nha. Cơm chín rồi đó, ăn từ từ được rồi đó. Đây. Mình nấu ít nước thôi hả chị? Ấm này để mình luộc, mình rửa thịt á, rửa xương. Nấu nước rửa xương á. Chị mình nấu nước, mình trụng nước sôi ha. Mình trụng nước sôi nóng hổng, mình sẽ nấu nước. À vậy không có để muối hả? Khỏi cần muối. Rửa. Xương nấu này thì mình mua cái xương đâu còn có thịt phải không? Xương ống nấu nước ngọt. Đây là xương ống nè. Nấu chắc nhanh hả chị? Nấu nhanh. Hầm lấy nước mà hơi lâu chút. Có cái cặn dưới đây nè, mình bỏ cái cặn dưới này, mình rửa lại cho hết cặn. Cái này là cái tỉ nó ra cặn này. Chị mà em tưởng Lão Thái nó chỉ có hải sản thôi chứ. Mình nấu mấy này cho có nước ngọt nha. Tại vì hải sản để xa quá nên mình đi nước trước á. Nên nó phải có ta nấu xương gà cũng được. Nấu xương gà cũng được, miễn sao miễn có nước ngọt. Có nước ngọt ha. Một muối nhỏ nè. Cái bột ngọt với đường vô cho nước ha, cho xương nó ra. Rồi chị để một muỗng muối, một muỗng đường hả chị? Một ngọt cũng đường. Một muỗng đường ha. Này muỗng nhỏ là để hai muỗng, bỏ xương ngay từ đầu vô luôn cho nó ra nước ngọt. Nắp lại, ngồi sôi nhỏ ra chứ. Mình ninh nó lâu không chị? Ninh cả tiếng rưỡi cho nó ra nước ngọt thì mình ngon. Dạ. Con này chỉ bằng cái xuống rồi. Cũng còn tươi quá xuống nè. Nhảy trên nó còn sống mà, chị mua về nó còn, chị bỏ chỗ đá lạnh mà nó còn nhảy á. Nhảy bốc bốc luôn. Mực nè, tôm nè, bò. Chủ yếu vậy thôi hả chị? Nghêu. Nghêu nữa. Nghêu mình ngâm ha. Ngâm cho nhả cát. Phải không chị? Thì mình có bỏ muối vô không? Có, bỏ muối. Bỏ miếng muối vô cho nó mặn, cho nó nhả ra. Đậu dễ ăn ha. Nấu nhanh. Nấu bún bò hay là nô nấu phở bò vậy lâu hơn. Ở nấm này ngon quá, nấm này nó mỡ phải không? Nấm bồng ngư. Nấm bồng ngư. Sáng. Nấm bồng ngư này ăn ngon nè. Sáng. Ngâm, ngâm. Mẹ chị làm. Vậy hả? Ở dưới về quê mẹ chị thấy mẹ chị hay không? Nhưng mà nó có khác của mình không? Nó giòn hơn hả? Nó giòn hơn, nó không có bị, nó không có nhèo cái tay nắm á. Nhưng mà bột nó hồi mình vô nước lẩu nó có bị dính ấy mình không? Rửa sạch nè. Mình sau đó mình rửa sạch lại hả? Tức là lúc mình ngâm á, mình bỏ muỗng bột vô. Cho nó đừng bị xẹp. Cho nó làm sao? Cho nó đừng có bị nhèo cái nó kiểu như nó tốt lại cái tay nắm. Ý là vẫn giữ cái giòn mềm của nó không? Cái lẩu Thái em cũng thấy nhiều nấm á. Nấm nó ngọt. Mình để nấm gì cũng được phải không? Nấm kim châm, nấm. Đúng rồi, thấy ăn lẩu hay có nấm kim châm á.
Như của Thái thì họ ăn nấm gì? Nấm gì đó. Nấm này á hả? Nấm gơm mà. À. Cái này ai vậy chị nấu rồi Thái? Chị ăn. À, chị ăn chị thấy hả? Chỉ phần hồi đó chị đi làm trong nhà á, cái ông chiên gì bên lẩu á. À. Ông nấu lẩu Thái. À. Ông có nấu cái bột lẩu Thái mà nấu từ cái tương ớt với tương cà nè. À vậy hả? Với lá chanh nghệ đồ đó hiền rồi là tự mình làm á, mình khỏi đi mua á. Có mua. Vậy là ngon hơn. Cái bột kia, cái bột của Thái. Cái bột của Thái thì quá dễ rồi. Ừ. Mình về mình nấu rồi mình bỏ nó vô là nghe mùi lẩu Thái liền. Chị để ý ông nấu. Ông nấu nước xương cái vậy đó, cái ông làm này, cái ông xào lên hết tương rồi lên cho thơm lên, cái ông chế nước lèo đó, nước dùng á. Cái ông nấu sôi lên cái bắt đầu để nấm này vô, nấm gơm để vô trước. Còn nấm mùi ngư là để chung với rau á. Tại vì nấm mùi ngư nó mềm rồi ha. Nhà hàng á thì mấy người đầu bếp mà biết nhiều món. Để ý ông. Tại cũng thích ăn lẩu. Mà em thích ăn cái lẩu Thái à, nó dễ ăn ha. À, nó chua nó ngọt. Chua ngọt mà nó còn cay nữa. Nếu mình mà ai mà thích ăn cay á, để càng cay nó mới càng ngon. Một muỗng bột mì. Bột mì nào cũng được ha. Cái này bột mì đa dụng. Mình ngâm bao lâu chị? Ngâm chừng khoảng 10 phút 15 phút. Hay ha, em mới biết cái này nè. Vậy là nó ngâm cái này giúp cho nó không bị yếu á. Rửa thôi mà em cũng nghe nó thơm rồi đó. Tại đường chay không chị học được món. Món gì? Mực. Hả? Mực chiên giòn. Bữa nào nấu nha. Mực chiên giòn, đường chay. Thì đây giống như con mực luôn phải không? Giống như con mực luôn. Làm bằng bột hả? Làm bột, bột qua. Vậy là mình 2-4-5 nồi lẩu khoảng chừng 6 người ăn. 5-6 người ăn đó là phải 5 cái xả, nhiều xả mới ngon á. Ở chanh nè. Chanh này thơm. Chanh mà mua cái lá chanh Thái á chị, thơm lắm. Lá chanh nó cái hộp, cái chanh Thái cái hộp nó, cái trái nó sần sùi. Chanh nó không có nước. Chanh nó để nó nấu rồi gọi đầu. À vậy. Cái củ hiền. Em không có củ hiền. Em có củ hiền thì em thấy bằng củ gì? À không có củ hiền cũng không sao, tại vì mình là củ này là. Để cho đúng Thái là đúng phải Thái, có củ hiền phải không? À. Nó nửa củ hay gì đó. Nhiều đến hàng hả? Nhà em như mẹ có trồng nguyên bội kiền hay sao? Hòn sắc lát. Nó chăm với ghiền là gia vị của Thái mà. Xả là món Thái là lúc nào cũng có lá chăm, xả, với ghiền. Với ớt ha, gia vị nồng hơn. Em thích ăn bông bí này xào thịt ăn à? Thịt tỏi ngon lắm. À thịt tỏi không hả? Ừ. Cái này mình cũng lặt mình lấy đúng không, nếu mà xào tỏi á. Xào tỏi thì lặt gì vậy ra xào tỏi. Giờ mình ăn lẩu là mình khỏi lấy hả? Hay lặt luôn. Đậu nhút nè. Đậu muống nè.
Cái này chị mua không tẩy nè, có nhiều chỗ nó tẩy kháng cường. Tẩy trắng ghê quá. Ừ, đúng rồi, sợ. Sáng này mới mua sáng ra này vào, mà sáng sớm luôn á. Chưa bán chị mua luôn á. Thấy rồi bán hỏi. Nè em mà còn phải mua bắp về bào không? Không. Ở dưới thì chị cầm cái cây nấm nấm. Ờ, à, nhìn nó ngon quá hả? Ngâm nãy giờ mà nó không có bị mục gì hết. Vẫn cứng. Bí quyết nha. Giờ mình rửa sạch là được ha. À, thì cái tay này nhỏ này nó đâu có bị mủng gì đâu, nó không có bị thấm nước vô á. Rồi, ngon quá. Mình rửa lại nước sạch hả chị? Vậy là cái bông này mình bỏ nhị nè, bỏ nhị cho mình đắng nè. Cô đắng nhiều không chị? Đắng nhiều lắm. Ghiền này nó có vị sao chị? Cay cay hả? Nó thơm hả? Thơm nó cay không? Thơm mà không có cay. Không có cay hả? Mùi thơm mà. Mình chỉ lấy cái củ xả hả chị? Củ xả. Cho dầu vô. Ăn những chân dầu vô. Hành tỏi băm vô. Súp nãy nấu nè, thì mình lấy nước phải không? Nó mình lấy nước mình làm lẩu. Cái nồi nãy mình hầm khoảng 2 tiếng á, cho ra chất ngọt. Rồi, cái này để gặm xương. Thêm miếng nữa đi. Thêm miếng này xíu nha, nhiều nước. Được chưa? Cho thêm nước, được rồi. Cho thêm nước vô cho củ hành. Vậy là cái nào này khoảng chừng 5-6 người ăn á. Rồi, ok. Nấu trong bao lâu chị? Nấu nó sôi lên, chút rồi nêm nếm. Còn này sao? Này gặm hả? Em không gặm thì mà em gặm. Cái này bao nhiêu nhiêu chị? Ký nhiêu á. Ký nhiêu hả? Nhiêu mùa này mắc không? 40.000 á. Em nhớ ngày xưa á, cái thời mà nhiêu rẻ, mua 10 ký chè không đủ. Hỏi nhả cát ra nè. Này thịt bò ha. 300 gram thịt bò hả chị? 200. Nói chung cái này nhiều, muốn ăn nhiều làm nhiều ha. Ồ, mực tươi ngon quá.
Nhỏ vậy hả chị? Bình thường em thấy người ta sắt ô vuông nó hơi hơi lớn. Ngược lại ha. Bỏ ra nó mới nở ra đẹp. Ăn đã. Còn cái đó để nhiều ha. Chắc qua đây không? Chắc là được rồi ha. Đâu ôm với ngò ra. Vậy là ít lát ớt lên nữa là đẹp rồi. Mực mình đâu làm cái gì, mình bỏ cái răng rồi, bỏ con mắt rồi, có mực đầu vô mới đẹp ha. Tôi của không biết đây là con mực. vậy là nãy giờ không biết đây là con mực nha. Tập tươi không? Mấy bạn có thấy đói bụng không? Chứ em bụng đói cồn cào mặc dù mới ăn xong. Cà chua để vô nồi rau à, chứ không phải để vô nồi lẩu hả? Đây là rau nhút để hấp lên không? Để hấp lên ăn thịt không bao nhiêu chứ đổ rau là phải đầy á. Rau muống, bông bí, chuối, nấm rơm mình chưa bỏ trong nồi. Ăn à, chừng nào mình ăn lẩu mình bỏ vô phải không? À, bỏ vô luôn nhưng mà vớt me ra cái đó rồi bỏ vô rồi Vậy cái lẩu này mình muốn ăn rau gì ăn ha? Phải không? Thì rau nhút với rau chuối là chính. Ờ, rau nhút với rau muống là chính. Còn mà thêm ra gì mình thích thì mình ăn. Thêm bạc hà hay này kia đó, như rau chuối. Cải đâu được không? Cải đâu. Sợ bển biết tìm đâu ra trong nhúc rồi. Còn được con súng rồi kia ăn cũng được. À, các bạn mời các bạn nhìn chưa có nồi lẩu. Mời các bạn nhìn chuẩn bị chuẩn bị cho không chua hả? Không chua. Ủa mình bỏ me hay mình bỏ chanh nào cũng được hả? Không được, không được, không được, không được. À, nhưng mà em sợ chanh nó đắng á, để me đi ha. Me thì ngon. Vậy là nồi lẩu này mình phải nêm chua nè, chua ngọt ngọt nè, cay nè, bỏ dắt me vô để lát mình dầm cho lửa liu liu ha. Trái mình để lúc mình ăn lẩu mình bỏ vô, còn trái mình bỏ trong cái nồi lúc mình nấu. Nước me dầm à, đem nếm lại ha. Chảy nước miếng gì me luôn. Mấy cái hạt này làm chảy chua lắm mà me nó chỉ chưa có dầm hết đâu. Nó dầm xíu à. Chua chân xíu à. Chân xíu thôi được rồi. Tiếp ít thôi tại hồi nãy luộc xương đó rồi. Xíu xíu ruột ngọt chua này chủ đường nè. Lấy đường phèn ấy. Nấm vào ha, cà bỏ vô chưa?
giá. Này nêm, nêm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, nước mắm chắc cũng nửa giá hả? Muối á. Có lạc đường không? Chua thì không có đường nhiều. Này mình phải đậm đặc hơn để mà mình ăn với rau phải không? Vừa ăn à. Mình rớt nước chanh ra để mà nó đắng nha. Nốt nốt ngò mình có vớt ra luôn không? Vớt luôn đi. Đâu ăn nó đâu. Dạ. Ủa, cà là mình cho cuối cùng hết ha. Ừ. Trái cà thôi. Cho nó có màu đúng không? Ừ. Có vị. Để xả luôn. Mình nêm cái này ngon rồi ha. Cái hồi mình bỏ vào á. Tôm, mực đồ nó ra chất ngọt á. Nó ngọt nữa. Rồi chúng ta cùng ăn lẩu. Chúng ta cùng ăn lẩu thôi. Đây là nước lẩu đây. Xin mời các bạn nha. Nhìn có hấp dẫn không? Mình sẽ ăn với mắm không? Nếu mắm không mình để ớt vào thôi. Bún. Rau. Có rau gì mình ăn rau đấy nha. Này có bạc hà cũng ngon nha chị. Giờ mình bỏ tôm vô trước. Dơ. Dơ. Ờ, mình để nấm vô ha. Để cái này luôn đi chị. Tôm nhúc hả? Tôm nhúc cũng lâu chín lắm. Mùa này ở bên nước ngoài nhiều rau lắm, mình nấu lẩu ăn nha. Tôm chín rồi đó, ăn từ từ được rồi đó. Thơm quá, thơm quá. Mực đây. Đây là con mực. Bỏ hàm. Tôm nè. Có nhiều người ăn lẩu không thích ăn bún nha. Ồ, nghiêu, nghiêu ngon quá à. Xin mời, xin mời. Cho tôm em tôm không? Miếng tôm. Nắm tôm. Miếng tôm, đủ thứ luôn. Rồi. Có mực chật rồi, có mực rồi. Cho miếng bông bí đi. Bông bí đi. Còn gì nữa ta? Thịt bông bí. Đó, thịt bò. Bò ăn cái đâu nhúng cái đó. Ừ. Cái nước giờ nó ra hải sản rồi ngon lắm á. Thử cái nước nha. Ôi, ngon quá. Ơi là ngọt. Chua chua. Ngon quá. Tôm đây. Nấm đây. Ăn nấm trước. Nhiều đây. Cái nồi lẩu này nước ngọt, ngon quá, chất lượng quá. Cái này là chua chua nè, ngọt ngọt nè. Mà cay cay nè, đó, thịt bò nè. Còn thịt cũng tới nè. Phải nói là tuyệt vời luôn á các bạn. Rau rồi vô ăn rất là ngon. Vị rất là hợp vị. Mà công nhận cái gia vị mình tự làm ngon quá ha. Mình mua cái gói nhiều khi không ngon bằng á. Tạ tấn các bạn tới đây được rồi. Thôi, người em ăn lẩu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ làm lẩu này ăn nha. Bảo đảm. Hiền luôn á.
Bữa nữa mình làm lẩu hoa nha, lẩu hoa ngon mà đẹp lắm.